Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ hai ngày 2/1/2023 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn may mắn.